Thưa quý vị, mỗi năm Tết đến xuân về cũng là lúc mà mọi người tụ tập và quây quần bên nhau và câu chuyện trà dư tửu hậu thì cũng luôn không thể thiếu. Thế nhưng có một điểm đặc biệt là năm nay sau khi Nghị định 100 chính thức có hiệu lực thì người dân cả nước sẽ đón một cái Tết đầu tiên khi mà các chế tài xử phạt giao thông liên quan tới bia rượu đã được thi hành gần một tháng. Và không chỉ vậy, mỗi dịp Tết đến thì tình hình tai nạn giao thông liên quan tới rượu bia luôn có xu hướng gia tăng. Và đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi muốn đề cập ngay sau đây. Rượu bia uống có trách nhiệm, có phần trình bày của phóng viên Lệ Hằng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi thì không uống được rượu bia, nhưng cũng đã nhiều lần tham dự các bữa tiệc hay là các cuộc vui thì đều thấy có rượu bia. Và có thể nói rượu bia thì làm cho bữa tiệc trở nên rôm rả hơn, đúng như một câu nói quen thuộc mà chúng ta thường nghe, đó là rượu vào lời ra. Và sau đây, chúng ta cùng xem những người trong cuộc nói gì. Cuối năm đấy là cũng là anh em gặp nhau để là vừa là giao lưu vừa là để trao đổi những công việc, tình cảm, tâm tư. Tôi uống cũng được tầm cỡ khoảng 3-40 năm rồi. Chung là tôi anh em liệu mình như sức mình liệu sức mình uống được và đảm đương được bao nhiêu mình uống bao nhiêu. Thường thường vui cũng uống rượu mà buồn cũng uống rượu. Có rượu vào thì nó cũng có cái những cái chẳng hạn như là cái hưng phấn. Có những hôm nói thật ra là đi uống về nhiều lúc là dắt cái xe máy. Mình đi ra ngoài đường, mình dắt cái xe máy từ ngoài quán đi ra là đã loạng choạng rồi. Mà đi về đến nhà là nhiều lúc là mình nghĩ là không hiểu sao mình lại đi về được đến nhà. Biết tác hại của nó rồi, bỏ thì cũng nói chung là những cuộc vui, bỏ thì những ngày thường bỏ được, những cuộc vui không bỏ được. Chúc mừng năm mới quốc. Thực tế thì uống rượu bia cũng đã trở thành thói quen của nhiều người, kể cả vui hay buồn, thậm chí không vui không buồn. Thế nhưng nhiều người vì quá chén đã không làm chủ được bản thân và đã gây ra những hậu quả đáng tiếc, không chỉ cho mình mà cả những người xung quanh. Vậy uống rượu bia như thế nào thì được coi là uống có trách nhiệm? Mời quý vị cùng theo dõi chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam ngay sau đây. Vâng, thưa ông, là qua quá trình nghiên cứu thì ông cảm thấy cái văn hóa uống rượu bia của người Việt Nam hiện nay như thế nào ạ? Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng là có một thứ văn hóa ẩm thực, có một thứ văn hóa rượu bia của người Việt Nam. Văn hóa đấy nói theo nghĩa như một tập quán, như một cái bản sắc, như một cái phong cách, như một cái nội dung của cái bình diện văn hóa của con người, những cái giá trị nhân văn, những giá trị xã hội là nó khảm ở trong đó. Gian gần đây, cái câu chuyện uống rượu, câu chuyện sử dụng đồ uống có cồn nó được lạm dụng quá mức. Khi con người ta lạm dụng thì đứng trước ở bàn tiệc hay trong một cái kỳ dịp, trong một cái sinh hoạt văn hóa lễ hội, một cái cú tụ tập anh em, bạn bè, chiến hữu nào đâu đó thì người ta thường hay nói cái câu chuyện ép nhau uống rượu. Thuở trước thì hay kích động cái người đàn ông ở trong mỗi một vị thực khách rằng là nam như tử như kỳ vô phong. Còn ngày nay thì người ta trong rất nhiều trường hợp nó không phải là chỉ kích bác cái chuyện có phải là nam tử hay không, có phải là người dám nồng nhiệt với bạn bè hay không, mà đôi khi nó còn chuyện đồng loạt nhất thiết phải thực hiện. Tuy nhiên là ở trên bàn nhậu thì không phải ai là cũng có thể làm chủ được mình, vì có thể có nhiều lý do như là những cái công việc, như là sự nể nang. Vậy theo ông thì chúng ta phải những cái người uống thì phải thể hiện như nào là một cái người uống có trách nhiệm? Các cái tổ chức liên quan đến sản xuất bia rượu, người ta cũng có ngay cả một cái chủ trương là uống có trách nhiệm, chứ không phải là chỉ những người chỉ những lực lượng xã hội, chỉ các cơ quan luật pháp hay chỉ những người có trách nhiệm như chúng ta đang kêu gọi là uống có trách nhiệm. Cái tinh thần đó phải được phổ quát vào trong mỗi một cái người mà tham gia các cái cuộc nhậu nhẹt, cho chí đến những cái bàn tiệc. Mỗi người cần phải biết có trách nhiệm đối với cộng đồng khi chúng ta nâng cốc rượu, nâng cốc bia lên để thực hiện một cái hành vi hưởng thụ. Mỗi cá nhân phải biết dừng lại khi cần thiết. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Vâng, theo thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, nhu cầu sử dụng rượu bia ở Việt Nam có xu hướng tăng nhanh, nhất là bia. Mỗi người Việt Nam bình quân tiêu thụ 6,6 lít cồn một năm. Chi phí chi cho tiền mua rượu bia của người dân rất lớn, khoảng 4 tỷ đô la Mỹ một năm, trong khi giá trị xuất khẩu gạo chỉ 2,41 tỷ đô la Mỹ. Phần thuế đóng góp của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước có 50.000 tỷ đồng,
nhưng mức thấp nhất chi phí bỏ ra cho việc phòng chống tác hại rượu bia, trong đó có bệnh tật, tai nạn, không có việc làm thì mất 65.000 tỷ đồng. Việc sử dụng rượu bia là một trong 3 nguyên nhân hàng đầu làm tăng tỷ lệ tai nạn giao thông và là nguyên nhân gây ra của 30 bệnh tật, nguyên nhân cấu thành của 200 loại bệnh. Vâng, đó là những con số không lấy làm vui mừng khi mà hệ lụy do rượu bia gây ra. Và để hạn chế tình trạng này thì ngay từ đầu năm 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định 100 về tăng số tiền phạt đối với một số lỗi vi phạm giao thông chính thức có hiệu lực. Và sau gần một tháng triển khai, nghị định này đã mang đến nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc hạn chế sử dụng rượu bia của một bộ phận người Việt. Mình uống hay không là do mình mới là quyết định, chứ không nên đổ cho tại anh kia, anh ép, anh này, anh ép. Em không uống được, em sẽ xin phép ạ. Còn mà các bạn mà ép rồi thì thôi ạ, tại vì em nghĩ là ta không hơn nhau được về chuẩn bị chén bia rượu. Khi mà nghị định 100 này ra đời thì tôi cảm thấy là những người xung quanh tôi là đúng là rất là hạn chế về chuyện bia rượu. Nếu mà trong trường hợp mà mình phải đi uống tiếp khách giao dịch chẳng hạn hoặc là các cái lễ hội thì mình cũng tự ý thức là mình đi xe Grab hoặc taxi. Vâng, những chia sẻ vừa rồi cũng là mong muốn của chúng tôi, những người làm chương trình gửi đến quý vị trong dịp Tết này. Vì sức khỏe và tính mạng của chính mình cũng như những người xung quanh, chúng ta hãy uống có trách nhiệm và nói không với việc tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia. Cuối cùng, chúc quý vị khán giả một năm mới bình an và hạnh phúc.